Xin chào quý vị khán giả của chương trình Đẹp 24/7. Thưa quý vị khán giả, những ngày hè rực rỡ đã tới và đây là thời điểm tuyệt vời để các chị em phụ nữ chúng ta lựa chọn những bộ váy ngắn hay đặc biệt là bikini để đi tắm biển. Nhưng mà có khá nhiều chị em phụ nữ còn tự ti về làn da của mình khi mắc phải tình trạng viêm nang lông. Vậy viêm nang lông là như thế nào và làm thế nào để loại bỏ chúng? Trong chương trình Đẹp 24/7 ngày hôm nay có mời tới đây chuyên gia Tô Thị Phượng, Hoa hậu Thế giới Doanh nhân 2019, Giám đốc Thẩm mỹ Hồng Kông tại địa chỉ số 51 Hàng Gà, Hà Nội. Chị ấy sẽ giải đáp cho chúng ta những thắc mắc về vấn đề này nhé. Friday. Xin chào chị Phượng, cảm ơn chị đã nhận lời mời tham dự chương trình Đẹp 24/7 ngày hôm nay. Xin chào Thu Hằng, xin chào tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình Đẹp 24/7. Chị Phượng thân mến, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là về căn bệnh viêm nang lông. Và trước khi tìm hiểu ra những phương pháp để điều trị căn bệnh này thì Hằng cũng như quý vị khán giả rất tò mò và thắc mắc không biết là căn bệnh viêm nang lông là như thế nào. Viêm nang lông là một bệnh lý. Khi viêm ý, là những cái lông khi mọc đến bề mặt thì nó không thoát ra khỏi được và nó cuộn ở dưới cái lớp da đấy và nó thường đọng khuẩn ở đấy và nó gây nên cái tình trạng viêm nang lông. Vậy nguyên nhân dẫn tới tình trạng viêm nang lông là như thế nào thưa chị? Cái nguyên nhân của cái viêm nang lông này thường là do cơ địa. Tất cả những bạn mà đã viêm nang lông thường là cái cơ địa người đó bị da dầu. Bị da dầu thì cái dầu nó đọng ở trên da và sau khi các bạn đi làm cả một ngày, các bạn không có điều kiện để vệ sinh thì nó rất hay động khuẩn ở dưới cái chân lông và từ đó nó thành viêm. Viêm thì nó sẽ mọc những cái mụn đỏ. Khi mắc phải tình trạng viêm nang lông thì chúng ta cần tìm tới những phương pháp điều trị như thế nào để an toàn và hiệu quả thưa chị? Thì bây giờ có rất nhiều cách điều trị, có thuốc uống nội tiết, nhưng cái điều trị về bên ngoài bề mặt da thì nó có một cái loại máy để làm mài mòn, làm bật cái chân lông đó ra và sau đó có một cái loại máy để bắn, để triệt tiêu những cái nang lông, những cái lông mà nó mọc cuộn lên, thoáng cái bề mặt da, bề mặt lỗ chân lông và sau đó các bạn điều trị một cái đợt là làm cho tiêu viêm thì cái chân lông mọc như bình thường và cái da trở lại như bình thường. Vậy thì khi sử dụng phương pháp này thì nó có gây ra bất cứ một cái tổn thương nào trên da của các chị em hay người bệnh không ạ? Không, cái này hoàn toàn dùng bằng máy mà không xâm lấn, không để lại sẹo, không làm sao cả. Sau cái phương pháp này thì cái làn da của chúng ta cần phải lưu ý điều gì để giữ cho cái làn da luôn được láng mịn và kèm theo đó là một chế độ ăn uống như thế nào? Và Hằng có nghe nói rằng những người phụ nữ mà mắc phải trạng viêm nang lông này thì chúng ta nên hạn chế ăn da động vật. Vậy điều này có đúng hay không ạ? Đầu tiên khi các bạn làm chữa viêm nang lông thì các bạn cần phải có một cái loại sữa rửa cho da. Một ngày các bạn phải rửa sạch được 2-3 lần để làm sao dầu không đọng ở trên da nữa và để sạch sẽ cái bề mặt da. Sau đó thì các bạn nên lưu ý không nên ăn da, bởi vì thực ra thì ăn da động vật nó cũng không phải là tốt, bởi vì nó chứa nhiều những cholesterol không lợi cho da. Thì các bạn có thể bớt ăn những cái loại mỡ, bớt ăn da động vật và các bạn ăn tăng chất xơ và ăn nhiều rau hoa quả. Nếu ai bị viêm nang lông mà có nhu cầu điều trị chữa viêm nang lông, xin mời các bạn đến Thẩm mỹ Hồng Kông 51 Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cảm ơn chị Phượng đã nhận lời mời tham dự chương trình Đẹp 24/7 ngày hôm nay. Quý vị khán giả thân mến, với những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia chương trình, hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ có thêm một kiến thức làm đẹp hữu ích để sở hữu một làn da đẹp và láng mịn trong mùa hè này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.